Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe bạch minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển trung quốc tây du ký. các bạn thân mến, sau khi từ biệt quan âm, hành giả cầm cần thiết bổng đánh vào trong động hắc phòng, nhưng chẳng thấy một mống tiểu yêu nào cả. thì ra chúng sợ hãi đã chạy tán đâu mất. hành giả chất củi châm lửa đốt cháy sạch động hắc phòng, rồi cấp cả xa cưỡi mây trở về chùa quan âm. Tam Tạng mong hành giả mãi mà không thấy về, trong lòng đang băn khoăn suốt ruột. Trượt thấy áng mây hồng rực sáng ở trên trời, hành giá đã tụt xuống thềm quỳ nói: Sư phụ ạ, à, cá sao về đây rồi?" Tam Tạng cũng như các sư không ai là không mừng rỡ, nhất là các sư đến hôm nay mới biết thật là toàn vẹn được tính mạng. Tam Tạng tiếp lấy cả sa nói: "Bây giờ ta đã lấy lại được áo Phật rồi." Còn nên sắm sửa hành lý ra đi thôi. Chớ vội, chớ vội. Hôm nay trời đã chiều rồi, đợi đến sáng mai hay đi sớm. Các sư cũng quỳ cả xuống. Tôn lão gia nói phải đấy. Một là trời đã chiều rồi, hai là chúng tôi có chút lòng thành phát nguyện. Nay may được bình yên, nữa là lấy lại được bảo bối. Đợi chúng tôi làm lễ tạ, mời lão gia thụ phúc chia lộc cho. Sáng mai chúng tôi sẽ tiến chân người sang Tây Thiên Ừ, nghe phải đấy Các sư liền sửa soạn lễ cúng chay Đốt giấy tiền, đọc kinh tiêu tai giải ách Đến chiều tối công việc xong xuôi Sáng sớm hôm sau tắm trải cho ngựa Thu gói hành lý ra đi Các sư tiễn chân mãi xa mới về Hành giả đi trước dẫn đường Thầy trò đi liên tục 5-7 ngày trên đường hoang vắng một hôm trời đã về chiều xa xa trông thấy có một thôn xóm tam tạng nói ngộ không con đến xóm đằng kia hỏi thăm cho thầy trò ta xin ngủ trọ một đêm sớm mai sẽ lại đi tiếp đi con hãy để lão tôi đi xem lành giữa ra sao đã rồi sẽ tính sau tam tạng ghi cư ngựa lại hành giả đưa mắt nhìn đằng xa thấy nhà danh san sát dậu tre vây quanh nhiều cây cổ thụ cao ngất trời xanh suối nước chảy quanh dương liễu thanh thanh trời đã xế chiều đàn trâu về khói bếp tỏa hương mùi đồng quê gà lợn ăn no nằm góc bếp ông già cất tiếng hát hả hê hành giả xem xét xong nói mời số phụ đi nhất định ở đây là thôn xóm có dân cư tử tế có thể ngủ trọ được Tam tặng dụng ngựa đi đến đầu làng, thấy một người thiếu niên đầu đội khăn vải bông, mình vận áo chàm, cầm ô đeo túi, sắm quần vén áo, chân đi đôi giày cỏ, hăm hở đi vội ra đường cái. Hành giả thuận tay giữ lại hỏi. Anh đi đâu thế? Tôi xin hỏi anh một điều, đây là nơi nào? Người kia chỉ trực rằng ra, miệng cầu nhau. Thôn gióm không còn ai nữa hay sao? Cứ phải tôi mới đáng hỏi à? ấy thí chủ chớ giận tiện cho người là tiện cho mình anh nói cho tôi biết tên địa phương ở đây thì có gì hại biết đâu tôi sẽ giải phiền giúp anh người kia răng rắc không được tức mình dậm chân kêu lên có khổ không cái chứ ở nhà nó bị mắng nhức một trận ra đường lại gặp cái anh đầu chọc này làm dây ra mình nữa anh có tài gỡ được tay tôi ra thì cứ việc đi thôi cậu chàng răng với nọ kéo bên kia chẳng thế nào gỡ ra được. Cậu ta tức giận quẳng cả khăn gói vào ô xuống, hai tay cào cố vào hành giả như điên. Nhưng cũng không tài nào rằng nghe được. Cậu chẳng phát cáu thét lên. Thấy vậy đường tăng nói. Ngộ không, hỏi người khác cũng được chứ sao, cứ gì phải giữ khư khư cậu ta thế này. Thôi, buông ra đi. Sứ phụ không biết, nếu hỏi người khác thì lại không thú vị bằng hỏi hắn ta cậu chàng kia bị hành giả giữ chặt không buông đành phải nói xứ này là biên giới ô tư tạng thôn này là thôn họ cao anh buông tôi ra thôi ừm trông anh thế này chắc hẳn là đi đường xa anh cần đi đâu thực sự có việc gì nào nói ra sẽ buông anh đi cậu chàng không biết làm thế nào hơn cuối cùng lại phải nói thêm tôi là người nhà cao thái công nhà vẫn gọi tôi là cao tài Thái công nhà chúng tôi có ba cô con gái, cô út tên là Thúy Lan, tuổi mới đôi mươi, chưa từng gả bán cho ai. Ba năm trước đây có một chàng không cha không mẹ xin đến ở rể. Thái công cả tin đã gả cô út cho hắn. Ai ngờ lâu ngày hắn ta lại lộ ra nguyên hình, mõm dài, tai to, chẳng khác gì con lợn yêu tinh. Từ đó Thái công chúng tôi chỉ muốn đuổi hắn ta đi thôi. Nhưng đời nào nó lại chịu đi? Lại còn giam cô út ở nhà sau Đã nửa năm nay không cho ra gặp người nhà Vì thế Thái công nhà chúng tôi cho mấy lạng bạc bảo Đi tìm thầy phụ thủy về bắt nó Tôi đã đi khắp đây đó Từng mời ba bốn người rồi Nhưng toàn là những hạng sư toi cơm Loại đạo sĩ bị thịt Nào có bắt được yêu tính Ông ấy vừa mắng tôi một trận xong Hôm nay lại đưa thêm năm lạng bạc nữa Để làm lộ phí Đi tìm thầy cao tay hơn về hàng phục hắn không ngờ gặp ngay anh cản đường giữ tôi lại đâm nhỡ cả việc tôi không đâu không đâu gặp ta là may cho anh đấy ta sẽ giúp cho anh chẳng phải đi đâu cho tốn tiền oan ta đây không phải bọn sư toi cơm đâu nhé chỉ phiền anh về báo với gia chủ rằng nay có ngự đệ thánh tăng của vua bên đông độ được khâm sai sang tây thiên lễ phật cầu kinh lại giỏi cả bắt yếu tính nữa anh đừng làm lỡ việc tôi, không nên lừa người. Đã không có phép gì bắt nổi yêu tinh thì thôi, đừng để cho tôi lại phải chịu mắng chửi. Đây quyết không để lỡ việc của anh đâu, anh cứ dẫn tôi đến nhà là xong. Anh ta không biết làm thế nào được, đành phải khoác khăn gói, cầm ô quay trở về đưa hai thầy trò đến ngoài cửa rồi nói. Thưa hai thầy, mời hai thầy ngồi chờ tạm ở bậc thêm này một chút, để tôi vào bái với ông chủ đã. Cao Tài vào cổng đi thẳng vào nhà giữa thì bị Thái Công mắng luôn Cái đồ ẩn hại nhà mày sao không đi tìm thầy phù thủy lại trở về làm gì Cao Tài bỏ khăn gói xuống thưa lại chuyện gặp hai thầy trò tam tạng ở đầu làng cho Thái Công nghe Rồi nói tiếp Họ ngồi đợi ở ngoài cửa đó Thái Công vội vàng thay quần áo cùng với Cao Tài ra đón tiếp thấy hai thầy trò đường tăng ông già vui vẻ chào hỏi kính chào hai thầy mời hai thầy vào tam tạng đáp lễ xong hành giả dắt ngựa trắng bỏ cao tài quẩy hành lý cùng tam tạng đi vào trong khi ngồi mời chè tiếp chuyện ông già hỏi vừa rồi thấy cháu tôi có nói hai thầy từ đông độ tới đây có phải không vâng bần tăng vâng mệnh triều đình giang tây thiên lễ phật cầu kinh nhân đi qua quý thôn đây xin cho ngủ trọ một đêm sớm mai sẽ đi á à? thế ra hai thầy đến ngủ trọ thôi à sao lại nói là biết bắt yêu tinh nhân vì xin ngủ trọ tiện tay bắt mấy con yêu tinh chơi xin hỏi nhà ta có bao nhiêu yêu tinh Trời ơi, lại còn bao nhiêu nữa Chỉ có một ông con rẻ yêu tình đã đủ hết hồn biết rồi Ông hãy kể đầu đuôi chuyện con yêu tinh Nó có phép ma như thế nào cho tôi nghe Để tôi còn bắt nó cho ông Thấy hành giả hỏi thế Thái không kể lại chuyện yêu tinh cho hành giả nghe Y như cao tài đã kể Và nói tiếp Hắn ta lại còn biết đi mây về gió Làm cho tất cả hàng xóm láng giềng đều không được yên ổn. Việc đó có gì khó, ông cứ yên tâm. Đêm nay thế nào tôi cũng bắt được nó, bảo nó phải trả lại cô con gái cho ông, được chưa? Hắn đã làm tôi khổ nhiều, xin nhờ người trừ đến tận gốc họ đi cho. Dễ thôi, dễ thôi, đến đêm khuya sẽ biết, hay giờ. Nghe vậy, ông già rất mừng, sai lau sạch bàn ghế bầy biện cơm chay. Cơm xong, ông già lại hỏi. Xin ngài cho biết dùng binh khí gì và phải cho bao nhiêu người đi theo để còn sắp đạt trước. Điều đó ông không phải lo. Nhưng ông già thấy chỉ có mỗi cây tích trượng dựng đó tỏ ý lo ngại. thấy vậy, hành giả rút trong tay ra cây cần thiết bổng đến bảo với Cao Thái Công. Ông xem cái gậy này có đánh được yêu tinh không? Ờ, đã có bình khí rồi, nhưng có cần người đi theo không? Không cần, không cần. Chỉ cần ông mời mấy cụ phúc hậu ngồi tiếp chuyện sư phụ tôi, còn mình tôi sẽ đi bắt yêu tinh về đây. Lấy cung trước mặt mọi người trừ tận gốc giúp ông. Nghe vậy, ông già liền sai ra đồng đi mời mấy bạn cũ đến tiếp chuyện với Tam Tạng. Hành giả tay công cần thiết bổng, nếu lấy thái công nói. Phiền ông dẫn tôi đến nhà sau xem chỗ yêu tinh ở. Thái công bèn đưa hành giả đến đầu cửa nhà sau Hành giả bước lên Sờ vào cửa thì ra cửa khóa mất Lên cầm thiết bổng Đập một nhát Cánh cửa tung ra Ở trong đó tối om om Thấy vậy hành giả nói Ông Cao Ông vào mà gọi cô con gái ông một tiếng Xem cô ấy còn ở đấy không Cô bà ơi Nhận ra là tiếng bố đẻ Người con gái vội vàng trả lời nhưng giọng rè rè không rõ tiếng nữa. Cô ta lom khom lê bước đi ra, đầu tóc rối bời, da xanh vàng vọt. Vừa thấy ông già, cô ta đã khóc òa lên và cố sức choài đến ôm chầm lấy bố. Thấy vậy, hành giả nói, hãy khoan khóc nào, tôi hỏi cô yêu tinh đi đâu rồi. Thưa trưởng lão, về hồi này sáng là ra đi đến tối mới về đi mây về gió chẳng biết đi lại ở đâu vì hắn biết rằng cha tôi định tống cổ hắn đi nên lúc nào hắn cũng có vẻ đề phòng đó thế là biết rồi ông già hãy đưa con gái về nhà đằng trước để mặc lão tôn này đi đợi nó nghe vậy ông già rất vui vẻ đưa con về đằng nhà trước. Còn hành giả thì biến ngay ra người con gái Rồi nằm trên giường rình chờ tiên yêu tinh Một lúc sau Một cơn gió thổi đến Cát bụi mù mịt Yêu tinh từ trên trời bước xuống Hành giả không ra đón tiếp Cũng chẳng hỏi han gì Cứ nằm trên giường làm ra vẻ ốm và rên gì Yêu tinh không biết thực giả Đi vào trong phòng ôm chầm lấy trực hôn một cái Hành giả liền giả vờ nũng nịu tát khẽ một cái vào mõm dài của nó rồi đẩy luôn một cái yêu tinh ngã lăn xuống đất nó nhổm dậy vị vào bên giường nói nàng ơi hôm nay nàng sao lại thế hẳn là chắc anh về muộn hả em không giận anh đâu ờ ừ, nó không giận ta sao lại đẩy ta ngã Hôm nay anh sao lại dở cái trò trực ôm lấy em mà hôn Bây giờ em hơi khó chịu Chứ như những lúc thường em vẫn ra cửa đón anh cơ mà Thôi, cởi quần áo ra ngủ đi Tên yêu tình không hiểu ý cũng cởi áo ra Hành giả trở dậy chạy ra, y liền gọi <laughs> Nàng ơi, nàng đi đâu, cởi quần áo đi ngủ thôi anh cứ ngủ đi chỉ tí thôi là em vào ngay mà tên yêu tinh cởi áo ra lên giường trước hành giả bỗng nhiên thở dài thật là đen đủi cho em nghe vậy tên yêu tinh liền hỏi ừ, em buồn gì vậy sao lại đen đủi Kể từ khi anh đến nhà em, tuy có dùng mất một ít cơm nước, nhưng cũng không phải là ăn không. À, anh cũng đã từng xới đất khơi mường, lại cày ruộng bữa nương, sinh cơ lập nghiệp. Thân em hiện nay, mình mặc áo gấm, tay đeo xuyến vàng, Em còn chuyện gì không vui lòng vừa ý mà thở ngắn than dài thế này Không phải thế đâu Hôm nay cha mẹ em ném gói ném gạch qua tường Và chửi mắng em cực khổ Chửi mắng gì nào Cha em mắng là chúng ta đã kết làm vợ chồng anh là con rể ở trong nhà rồi mà lại đi mây về gió chẳng biết tung tích ở đâu tên họ là gì làm cho cha mẹ em mất cả tiếng tăm vì thế nên em buồn rầu <laughs> à, à, anh tuy xấu xí quê mùa nhưng muốn tuân tu thì khó gì hồi anh mới đến đã nói chuyện rồi Người đã bằng lòng mấy kén anh làm dễ, sao ngày nay lại nói như vậy? Còn nhà anh ở Động Vân sản Núi Phúc Lăng, họ chư tên chính là chư Cương Liệp. À, nếu ai còn hỏi đến, em cứ thế mà nói. À... Nghe nói cha em định mời thầy phù thủy đến bắt anh đấy ê, ê, Ngủ đi ngủ đi Đừng đem xỉa đến họ ảnh có phép biến hóa của thiên cường Có cây đình bà chính rằng Sợ gì thầy phù thủy với đạo sĩ cơ chứ Cha em định mời ông tề thiên đại thánh đến bắt anh đấy Yêu tình nghe đến cái tên ấy đã có phần sợ hãi nếu, nếu như vậy thì anh đi thôi Hai ta cũng không thành vợ chồng nữa rồi Sao anh lại đi? Cái anh tị má ôn ấy có nhiều phép thần thông Chỉ sợ đánh nó không được sẽ bị mất tiếng tâm Nói xong mặc luôn quần áo mở cửa định đi, đi ra bên ngoài Nhưng liền bị hành giả giữ chặn lại Hành giả vuốt mặt một cái hiện lại nguyên hình Yêu tính cái đi đường nào Ngươi hãy ngẩng đầu lên nhìn xem ta là ai nào Yêu tinh quay lại nhìn, thấy là hành giả, làm cho nó nhốn cả chân tay, bèn xoát một tiếng rứt đứt áo, hóa thành cơn gió tháo thân chạy trốn. Hành giả vội vàng vác cần thiết bổng đuổi theo vút cho mọi gậy. Yêu tinh lại hóa ra muôn tia lửa sáng chạy về núi. Hành giả cưỡi mây đuổi theo đằng sau. Chạy đi đâu? Chưa biết lần này sẽ đuổi mãi đến đâu. Liệu hành giả có bắt được con yêu tinh kia không? Xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau.